Như vậy trong cái môn lắp ráp cài đặt thì để làm quen với lại cái lắp ráp máy tính thì chúng ta sẽ lắp ráp trên máy ảo trước ha. Rồi chúng ta sẽ có máy thực, chúng ta sẽ trải nghiệm sau. Như vậy thì các bạn muốn chạy được cái Visual Desktop này thì chúng ta sẽ sử dụng nó là Firefox để chúng ta duyệt. Bởi vì cái này nó sẽ chạy trên trình duyệt và nó dùng cái Flash Player để mà xử lý các cái sự kiện. Cho nên là các bạn nếu như máy các bạn mà chưa có Firefox thì các bạn tải cái Firefox về và chúng ta mở ra. Các bạn mở Firefox ra và các bạn chọn Setup. Trong cái phần Setup của mình đối với lại Firefox của chúng ta, à, chọn Z. Net ha, các bạn sẽ cài standard thôi, cài theo chuẩn của Firefox. Đường dẫn ha, nếu mà chỗ này bạn cài rồi thì nó để là update, còn nếu chưa thì nó để là install. Thầy đã cài rồi thì các bạn cứ chọn cài bình thường. Và sau khi các bạn cài xong thì chúng ta từ từ đã chạy. Từ từ đã chạy bởi vì chúng ta cần cài thêm nữa. Chúng ta sẽ cài thêm một cái nữa là Flash Player. Flash Player, chúng ta mở ra. Và các bạn cũng chọn double click vào install. Chọn Z. À, chúng ta đồng ý về vấn đề cài đặt của cái license, chúng ta chọn install. Trong quá trình cài đặt thì nó nói rằng là nếu như có phiên bản mới mình có chọn update nó lên không, hoặc là chỉ có là notify thôi, còn update hay không là mình quyết định. Và chúng ta chọn là không, khỏi cần check update, tại vì mình chỉ chạy cái này đủ rồi, không có cần update lên phiên bản mới nào cả. Thì mình chọn là never, chọn done. Như vậy chúng ta đã cài đặt xong và các bạn sẽ tải cái IT Essential Visual Desktop và các bạn giải nén nó ra, nhớ là giải nén ra nhé, giải nén ra. À, các bạn sẽ mở cái lắp ráp cài đặt lên và các bạn kéo cái thư mục từ trong này ra là nó đã giải nén cho các bạn rồi, hoặc là các bạn click chuột phải các bạn giải nén cũng được. Và sau khi mà chúng ta đã có được cái folder đã giải nén rồi thì tùy theo cái trình duyệt trên máy tính của các bạn để mặc định là trình gì. Mặc định của thầy để là Microsoft Edge, nhưng mà chúng ta đang muốn mở với lại Firefox thì các bạn click chuột phải lên, các bạn chọn Open with Firefox. Và đây là cái giao diện của chúng ta liên quan đến lắp ráp cài đặt mà chúng ta sử dụng trên cái phần mềm ảo ha. Đấy,